người nha, Phương Lích đang có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm và bây giờ đã rất là muộn rồi, 10:30 nha mọi người. Và mình đang đứng trước Tràng Tiền Plaza. Đây, mình đang đứng ở ngã ba ngã tư đây. Hôm nay thì dưới phố đi bộ có trưng bày một số cái mô hình trung thu được đạt giải thị xã Sơn Tây ngày hôm qua và mình tranh thủ xuống dưới này để đi quay cho mọi người xem. Và các bạn có thể nhìn thấy phía trước mặt mình xa xa kia là mô hình chú ong của xã Kim Sơn. À, nhưng mà nó nghe vẻ hơi xa mình một chút. Và bây giờ khá muộn rồi nên là mình sẽ đi về phía bên tay phải của mình đây. Đi về đường Đinh Tiên Hoàng nha mọi người. Hôm qua là ngày 29 tháng 9 thì có diễn ra cái lễ khai mạc của Festival Thu Hà Nội 2023 đến để yêu. Đấy, nhưng mà hôm qua thì mình Sơn Tây không xuống Hà Nội rồi. Tầm này mọi người bắt đầu di chuyển ra để về đây, nhưng mà phố vẫn rất là đông. Thời tiết hôm nay khá đẹp, trong tuần vừa rồi thì mưa tầm tã luôn. Festival nên là hai bên này trưng bày rất là nhiều gian hàng để mọi người có thể mua sắm. Cả nhà sách luôn. Bưu điện Hà Nội. Tắt đi, gọi là bằng số đi. Đi ra ngoài. Số Lưu Đại Nghĩa ấy. Và gọi số bình thường nữa. Gọi một số đi. Tôi là em làm gì có mạng đâu.
say cơ. Hả? Em không có mạng. Nghĩa lên rồi đấy cô ạ. Bảo về mở cửa. Đang cho không có alo. 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 Quay trắng lóa lên. Tắt mất điện rồi. Tượng đài đi thái tổ. Hả? Lên máy rồi cô nhắn tin. Nhắn tin message để xem rồi. Gọi ít thì gọi lắm, 2 năm 3 năm vừa mới mở giống như của máy đi ấy. Đây là mô hình châu đường làng, châu cổng làng. Đêm qua đi. Đây là mô hình trung thu được chế tác bởi Nguyễn Tân Phát, Bình Lâm. Mất điện rồi đấy. Nhanh về trên kia thôi. Mất điện là tôi om. Đèn đường tắt hết hay sao nhỉ? Ba sao mà kia nó gọi điện đến. Đi chơi từ 7 giờ mỏi chân nhỉ. Mai lại ra một lượt xong rồi về. Mai có về luôn. Với mày. Không biết là chú thì bảo là xong việc thì về. Là tháng 2 ngày về làm việc nhất tuần. Mệt. Đi chơi không mệt. Hoa quả trái cây hôm nay mặc một lô xích xô. Dạ, mua được có 4 cái bánh, 2 nướng, 2 gì nhỉ? 2 dẻo, nghĩa thích ăn dẻo nên là... Ăn đi ăn dẻo hôm nào cô cho 2 cái, ăn nên làm ăn đi. Chứ mà ngày trước thì chỉ ăn dẻo cho nướng không ăn. Bánh Kinh Đô hôm nay mua 6 mấy, 7 mấy nghìn cái ấy. Qua mua bánh của Hà Nội có 60 nghìn đây. Phải đẩy với chung cư, thắp với đi thân siêu này.
đến hôm qua chiều qua là nhiều cửa hàng làm giá rồi, thấy trên mạng ghi vậy không mấy thì ế. Thế là mua có hai nướng hai rẻ thì cho bà má một cái nướng và một cái cô để trên nhăn, có nửa cái hôm nay mang xuống. Mang ít trái cây ra hương xuống. Cây đẹp nhỉ. Thank you.
Từ đây ra chỗ xe này quay ngược ra xa phết đấy. Bên trên này có thêm một mô hình trung thu từ Sơn Tây mang xuống. 5 mô hình thì đây mới có 1, 2, 3, một con ong này, con gì nhỉ, con ong này, con voi này, cái cổng làng này là 3, con này là 4, 2 con rồng, 1 con rồng chắc là phía đằng này là Lý Thái Tổ, Lý Thái Tổ, quên tên. Mùa trung thu đã kết thúc. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 rồi. Cô có cái mô hình gì kia? Hồng hồng. Nhà này gọi là nhà hàng cá mập. Chú không? Cái này phải đứng mặt quay vào đèn mới sáng sủa được. Sông vàng chảy hậu xa Sơn Đông. Bồ câu Hòa Bình. Lê Thái Tổ. Lê Thái Tổ nha cả nhà. Cánh chim Hòa Bình. Đứng từ đây ánh sáng là cây chim bồ câu nó lóa, chói lóa luôn, không nhìn rõ. Sắp hết pin. Hôm nay số bồ không mang sạc pin điện thoại thì sắp vào quay vào lấy rồi, cũng không quay ra quay vào lại quên. Chắc ở cái đường này kia rồi. Thôi các em đi. Mình về đây mỏi chân quá, mệt rồi. Muộn. Nhìn mắt thường nhìn đẹp hơn trong máy nhỉ. Cái mô hình nào nhỉ?